Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn điểm hát ca khúc Dâng Niềm Cảm Mến của nhạc sĩ Francisco. Đối với ca khúc này, chúng ta sẽ điểm theo tiết điệu ballad 2-4 ha. Bây giờ mình sẽ intro mẫu và điểm hát mẫu cho các bạn tham khảo. Mình sẽ intro trước ha. Như dòng đến trôi trên bàn thờ. Đó, như dòng đến, các bạn chuyển pha trưởng thành pha sus 2. Ba trên thì son trưởng chuyển thành son sus 2, bàn thờ thì rải trên này xuống. Ha, mình sẽ lại. Như dòng đến trôi trên bàn thờ. Tâm mà tâm hồn con lâng lâng, các bạn sẽ đánh theo kiểu như vậy cho cái giai điệu nó lâng lâng theo cái câu hát luôn ha. Mình sẽ lại ha. Như dòng đến trôi trên bàn thờ, tâm hồn con lâng lâng, niềm hạnh phúc vô bờ, niềm hạnh phúc vô bờ, vô bờ. Tiếp theo, xin tin rằng, các bạn sẽ nối tay đó ha, xin tin rằng, để con tim nối tay luôn, ước vọng giống nhịp, hằng muôn sân son một đời. Ha, một đời các bạn sẽ đánh là mi sus 4 ha, mi 7 sus 4 là như thế này ha, các bạn có thể đánh tắt là đây. Đó, một đời. Một đời mến yêu, mến yêu. Đó, đó về phần phi khúc. Về phần điệp khúc, kinh Thiên Chúa, các bạn sẽ rải một tay la thứ lên. Đó, tình yêu, tình yêu, tình yêu. Các bạn có thể đánh là son trưởng, bao nhiêu mi trưởng. Cái chữ mà bao nhiêu mà, chữ mà đó thì các bạn có thể rải trên này xuống đi cũng được ha, rất là đơn giản. Mình sẽ lại ha. Kinh Thiên Chúa, tình yêu bao nhiêu mà, bao nhiêu mà, có gì xin hãy thay hoa lòng con, tình yêu mới bước đến ngày mai, xin hãy dành cho bạn mẫu như vậy. Và bây giờ mình sẽ intro và điểm mẫu lại từ đến cuối cho bạn tham khảo ha. Thank you.
đây là ca khúc Chiêng Niềm Cảm Mến mà mình demo cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn thành công và hẹn các bạn vào những video sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của mình để có thể tham khảo những video mới nhất. Chào tạm biệt tất cả các bạn.